Trong thời gian tới, Volkswagen Việt Nam sẽ đưa về mẫu xe MPV có tên gọi Veloran. Giới tư vấn bán hàng mới đây chia sẻ thông tin về việc dòng xe Volkswagen Veloran sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Thuộc phân khúc MPV với thiết kế cửa hông dạng trượt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Custom và Kia Carnival. Thông tin trên chưa được Volkswagen Việt Nam xác nhận. Nếu chính thức được phân phối, nhiều khả năng Veloran sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Veloran là sản phẩm của liên doanh SAIC và Volkswagen, lần đầu được ra mắt thế giới vào năm 2020. So với đối thủ Kia Sedona hiện tại, mẫu Volkswagen Veloran mới ra mắt có kích thước to hơn đáng kể, ngoài ra khoang nội thất cũng rộng rãi và hiện đại hơn. Volkswagen Veloran được thiết kế để trở thành phòng khách dành cho những người ở đẳng cấp lãnh đạo. Theo hãng xe Đức, Veloran có chiều dài trục cơ sở lên tới 3.180mm, chiều dài 5.346mm, rộng 1.976mm và cao 1.781mm. Ngoài trừ chiều rộng nhỏ hơn một chút, các kích thước còn lại của Veloran đều vượt trội so với đối thủ Kia Sedona và điều này sẽ đem tới cho cabin xe không gian rất rộng rãi. Trên thực tế, Veloran không phải là dòng xe mới xuất hiện lần đầu, khi nó đã được Volkswagen hé lộ từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên phải tới nay, mẫu minivan cao cấp này mới chính thức được bán ra, hướng tới đối thủ chính là Kia Sedona, Chrysler Pacifica hay thậm chí là Lexus LM. Giống như các dòng xe dẫn động cầu trước thuộc cùng tập đoàn Volkswagen, Veloran dựa trên nền tảng khung sàn MQB. Và cho tới hiện tại, nó cũng là chiếc xe có chassis MQB lớn nhất của Volkswagen. Bên ngoài, Volkswagen Veloran 2024 sở hữu lưới tản nhiệt trước cỡ lớn với nhiều nan mạ chrome nằm ngang, nối liền với cụm đèn pha. Trên hốp gió trước cũng có những nan mạ chrome nằm ngang sáng bóng khiến phần đầu xe trông như rộng hơn. Tuy là xe MPV nhưng Volkswagen Veloran 2024 lại sở hữu thiết kế hốp bánh như xe SUV. Ngoài ra, trên sườn còn có đường dập gân nổi bật và cửa trượt tiện lợi. Động cơ và hộp số. Volkswagen Veloran được trang bị động cơ xăng 2.0L TSI tăng áp, có hai mức cấu hình. Cấu hình cơ bản, công suất 184 mã lực, mô men xoắn 320 Nm. Cấu hình cao cấp, công suất 217 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước. Khả năng vận hành của Volkswagen Veloran khá ấn tượng. Với động cơ 184 mã lực, Veloran có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,9 giây, đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Phiên bản cao cấp với động cơ 217 mã lực có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,9 giây, đạt tốc độ tối đa 230 km/h. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Volkswagen Veloran cũng khá tốt. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản động cơ 184 mã lực có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,8 lít, 100 km trong đô thị, 5,1 lít, 100 km ngoài đô thị và 5,8 lít, 100 km kết hợp. Phiên bản động cơ 217 mã lực có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,2 lít, 100 km trong đô thị, 5,4 lít, 100 km ngoài đô thị và 6,1 lít, 100 km kết hợp. Trang bị an toàn. Volkswagen Veloran được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến, bao gồm giữ ga tự động thông minh, ACC, hệ thống này giúp duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước. Hỗ trợ, bò, tự động khi tắt đường, PGA, hệ thống này giúp xe tự di chuyển theo luồng xe khi tắt đường. Phanh tự động, AEB, hệ thống này giúp phát hiện và tự động phanh khi có nguy cơ va chạm. Cảnh báo chệch làn, LDW. Hệ thống này cảnh báo người lái khi xe có dấu hiệu chệch làn. Tự động đỗ xe, Park Assist, hệ thống này giúp xe tự đỗ vào bãi đỗ xe. Ngoài ra, Volkswagen Veloran còn được trang bị một số tính năng an toàn khác như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, ACC, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, LKA, hệ thống cảnh báo điểm mù, BSD, hệ thống cảnh báo người đi bộ, Pedestrian Detection, hệ thống cảnh báo giao thông phía sau, Rear Traffic Alert, hệ thống kiểm soát áp suất lốp, TPMS, cụm camera 360 độ. Kết luận, Volkswagen Veloran là mẫu MPV hạng sang có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm thiết kế nội thất sang trọng và hiện đại, khả năng vận hành ấn tượng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, trang bị an toàn tiên tiến.
Với những ưu điểm này, Volkswagen Veloran hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc MPV hạng sang. Nội thất Volkswagen Veloran. Nội thất Volkswagen Veloran được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng, với các vật liệu cao cấp như da, gỗ và kim loại. Thiết kế mặt tablo của Veloran trông khá giống với mẫu SUV 7 chỗ Terramon, với màn hình cảm ứng trung tâm lớn và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Tuy nhiên, Veloran có một số điểm khác biệt đáng chú ý so với Terramon, bao gồm màn hình cảm ứng điều khiển điều hòa. Veloran là mẫu xe đầu tiên của Volkswagen sử dụng màn hình cảm ứng để chỉnh điều hòa. Màn hình này có kích thước 12,3 inch và được đặt ngay dưới màn hình cảm ứng trung tâm. Cửa gió điều hòa của Veloran có thiết kế hình chữ nhật, trong khi cửa gió điều hòa của Terramon có thiết kế hình tròn. Vô lăng của Veloran có thiết kế 3 chấu, trong khi vô lăng của Terramon có thiết kế 4 chấu. Cần số của Veloran có thiết kế dạng núm xoay, trong khi cần số của Terramon có thiết kế dạng cần gạt. Ngoài ra, Volkswagen Veloran còn được trang bị một số tiện nghi cao cấp khác, bao gồm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp của Bang và Olufsen, hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp, hệ thống sưởi và thông gió ghế ngồi, hệ thống rèm che nắng. Tổng thể, nội thất Volkswagen Veloran được thiết kế sang trọng và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng yêu thích sự thoải mái và tiện nghi.